chào bà con, thì cũng giống như các clip khác, bà con vui lòng đăng ký kênh để mình có cái động lực và cái niềm vui khi mà bà con đăng ký thì mình sẽ quay những cái video tiếp theo. Thì với clip này á, thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật phun thuốc mà diệt côn trùng trên dây canh dây. Thì với vườn canh dây này thì mình bị côn trùng tiếp xúc và nó gây ra một số hiện tượng như là trái nó bị heo và nổ. Thì với côn trùng á, thì thứ nhất mình hướng dẫn cho bà con về cái thuốc mà phun. Thì một số bà con á, chúng ta hay phun cứ thuốc mùng, chúng ta phun thì đôi lúc chúng ta phun thuốc mùng nhiều quá thì côn trùng nó sẽ quen thuốc, nghĩa là nó quen với thuốc đó rồi, thì bà con không nên phun một loại thuốc. Theo mình hướng dẫn thì bà con nên luân phiên loại thuốc, thay vì nhúng mùng chúng ta mua những nhóm thuốc từ sâu, nhóm các ba mát, rồi sau khi các ba mát mà phun côn trùng nó vẫn kháng, chúng ta đổi qua thuốc có chứa men bi như là sofi protein. Thì ba nhóm thuốc này là nhóm thuốc chuyên xua đuổi côn trùng gây hại trên cây trên dây. Thì với clip này mình hướng dẫn cho bà con ba cái hợp chất thuốc đó, thì bà con có thể áp dụng với cái vườn trên dây của mình khi mà côn trùng nó chích thuốc trên cây trên dây, làm một số cây trồng khác như bầu bí cũng được. Thì có rất nhiều phương pháp để xua đuổi côn trùng, nhưng với cái phương pháp này mình là phương pháp đơn giản và nhanh nhất cho bà con để chúng ta phun và hiệu quả nhất. Thì vườn trên dây này thì mình tiến hành phun trực tiếp cho bà con xem, vì quay tiếp xúc với thuốc đôi lúc nó rất độc, nhưng vì phục vụ cho bà con mình sẵn sàng quay những cái video khi mà phun thuốc sâu hay là pha thuốc để cho bà con có những cái bài học, có những cái video để nhận ra rằng là mình có thể rút ra và tham khảo. Thì bà con cứ xem hết video về quy trình mình phun thuốc, mỗi quy trình thì đều nó có một cái khắc phục riêng với cây chanh dây. Thì hầu như mình ra gần hết những cái loại bệnh trên cây chanh dây rồi, sẽ còn một số loại bệnh như gia cấp đồ mình sẽ cập nhật ở những vườn chanh dây mà khi đi xử lý cho bà con xem. Thì cái việc mà quay video thì nói chung cũng rất là cực, vì nông dân người ta phun thuốc mà mình tiến hành quay trực tiếp lên nó thì những cái thuốc nó cũng làm dính tới những cái máy quay, và nói chung là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nên một lần nữa xin bà con vui lòng đăng ký kênh để cho mình có những cái động lực quay những cái video tiếp theo cho bà con xem. Và một lần nữa xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.